Thưa quý vị, trong 6 tháng đầu năm, tình trạng lừa đảo trực tuyến đã tăng 64% so với cùng kỳ năm ngoái. Các đối tượng lừa đảo sử dụng nhiều hình thức khác nhau để mạo danh tin nhắn, tổ chức tài chính ngân hàng, lừa đảo người dùng. Bộ Thông tin và Truyền thông đã có các giải pháp công nghệ để ngăn chặn tình trạng này. Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Thông tin và Truyền thông diễn ra hôm nay. Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, trong 6 tháng đầu năm, lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam tăng 64,78%. Thủ đoạn lừa đảo trực tuyến không ngừng gia tăng và phức tạp. Đáng chú ý, đối tượng bị lừa đảo trực tuyến đang có sự dịch chuyển sang người cao tuổi, trẻ em và sinh viên. Thì khi mà công nghệ chúng ta phát triển, khi mà cái việc là chúng ta phổ cập smartphone rất là nhiều, thì cái việc là từ trẻ em, người cao tuổi, hết đến những cái nhóm đối tượng như công nhân hay là nhân viên văn phòng, chúng ta gần như là chúng ta đều có là cả cái thiết bị smartphone rồi. Đây là cái nhóm bị lừa đảo là đang diễn ra mạnh trong cái 6 tháng này. Và thứ hai nữa là cái nhóm đối tượng này lại là mặc dù là được tiếp cận với công nghệ là mới, nhưng mà cái khả năng gọi là nhận diện được những cái dấu hiệu, những cái hành vi lừa đảo này lại đang khá là thấp. Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, tình trạng một số đối tượng sử dụng các trạm thu phát sóng giả để giả mạo tin nhắn, tổ chức tài chính, ngân hàng, lừa đảo người dùng vẫn tiếp tục tái diễn. Nguyên nhân chính là do còn tồn tại lỗ hổng của công nghệ 2G. Mỗi lần phát sóng bằng trạm BTS giả, các đối tượng xấu có thể tung ra hàng nghìn tin nhắn mỗi phút tới người dùng di động trong bán kính vài trăm mét. Thì vừa rồi thì đã tìm ra một cái giải pháp rất là hiệu quả mà có thể là bắt được chính cái đối tượng sử dụng cái BTS giả trong cái quá trình nó hoạt động. Thì chúng tôi là phối hợp với lại nhà mạng cùng với lại cơ quan công an. Thì khi mà BTS giả mà hoạt động là nhà mạng có thể là biết là có BTS giả hoạt động và khoanh vùng được là BTS giả hoạt động ở cái khu vực nào. Thì cục tần số vô tuyến điện là có đội ngũ chuyên gia kỹ thuật cũng thiết bị thì định vị và xác định được chính xác là BTS đấy đang nằm ở đâu. Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã phát động chiến dịch tháng hành động tuyên truyền về nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến. Việc nâng cao nhận thức để trang bị cho mỗi cá nhân những kiến thức và kỹ năng cơ bản để bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng là yếu tố then chốt giúp tạo dựng một không gian mạng Việt Nam an toàn.